mình đang đứng ở các thuyền mà rất là đông luôn. Đứng đây như như một con bò ở đây nè. Hoạt động luôn. Bánh xoài đi anh, anh lấy giùm em bánh xoài ra nha anh. Đây này, mua 40 của mình đó, 40 đi quê. Cảm ơn nghe. Rồi mọi người đợi em tí xíu nha. Rồi mình trung tâm bán bánh tráng khác nhau. Nhưng mà cũng bảo vệ luôn được cái con đất, bảo vệ luôn được cả cái thuyền. Nói gì hả? Số này số đâu có ai ạ? Có không hiểu cái gì hả? Người ta đưa thẻ có chỗ nào cà không? À. Con ơi, anh được cà thẻ. Có chịu ba con cà thẻ cho mẹ không? Cà liền. Không, cái thẻ bây giờ không được cà nữa con, mà được giọt rồi. Trời ơi, nó cái gì theo không hiểu được. Quá, có cái giống như mệt quá. Rồi mọi người có quyền vô đây ngồi chờ đợi, ngồi uống nước cũng được, không sao. Ai đang cái chiên chiên? Dạ, dạ, dạ. Rồi, cảm ơn nha. Lòng nó miệng coi. Tiền lẻ đâu không có rồi mà nổi 500 này sao? Trời em á. Thằng mày không hài lòng hơn con nhiều á. Thằng mày không hài lòng á. Thanh kìa, vô giọng có bán tới đâu rồi Thanh ơi, kìa để tao đứng đầu đường công nghiệp tao hết anh. Mày đi mày đi cho nó ốm quá. Kéo cái vú lên. Còn ốm gì nữa mà. Kéo cái vú lên. Mặc áo dây à, mặc áo vú không kéo dây. Không dạ. Rồi mát rồi, chút giày vô đây nha. Ok ok anh, ok anh, đứng rồi. Mang. Chưa đợi tí xíu nữa. Để nó hạ nắng xíu nữa. Đợi em nha mọi người nha, thương em đợi em nha. Đừng về đăng thì nó tốt. Mọi người biết không? Cái Facebook á là để mình vui chơi. Cái YouTube á để mình tạo thêm cái quảng cáo. Chứ không phải là để mình trúc dựng nha mọi người. Hôm nay mình không có phát thẻ. Thôi để phát thẻ nữa. Cái không? Nó phát thẻ cho mấy ông mấy bà á. Cái thông xui đi hết trơn à. Trước xưa trả lời lúc đó giờ cuối trả lời đưa thẻ bánh đầu bánh đâu đưa, còn hai cái bánh te ăn không dọn cực nữa. Dọn cực đúng rồi. Wow bê đê để em kêu cái thằng này coi bê đê đó chưa chắc phải động. Như anh có qua đây quay một lần. Đây, một người hai phần. Một người hai phần cách đi rồi.
500 trăm năm tình thương trong cõi vô thường mà lưu luyến hoài điệu hò bài bản cải lương em qua đầm heo má không phải đêm qua đầm vua đêm qua đầm vua thôi má rồi hát lại từ đầu rồi má ok trăm năm tình thương trong cõi vô thường mà lưu luyến hoài điệu hò bài bản cải lương yêu chi rồi xa mê lắm đâu yêu chi thôi sâu hoài giai điệu chừng ai đêm qua làm vua cũng chịu nữa công chúa cũng vàng người ban anh đèn cho nghệ sĩ cải lương thương câu tầm dâu canh canh trong lòng và ta chụp mình hai phần phải không đó bây giờ đưa lên phần nữa để các bạn rồi đưa đưa cho chị làm sao rồi mai này con thương nghe bước theo chân mẹ lớp đây kiếp đời nhưng mà cải lương rồi yêu rồi thương cho dù khó khăn con chịu con sẽ yêu hoài thương hoài yêu kiếp cầm ca con mang lời ca hát vui cho đời mong manh kiếp người thân này còn mãi nhà thơ mong sao trời thương hai lối đưa đường cho ta dời đời thương hoài hai tiếng cải lương cuộc đời em đê đê số phận thực là buồn vì mang kiếp người ô môi đây các bạn gọi bê đê á chỉ có nhiều cái là tiếng hát là nó mới chảy nỗi lòng được thôi. Thường thường người nào buồn á hay đem lời ca tiếng hát ra để chảy lòng với cái cuộc sống thôi. Chứ thực sự nhiều người mà hay hát dựa vô nhạc á thì những người đó tâm trạng rất là nhiều hay buồn á. Đây, cái gì vậy? Ủa con, đưa được rồi. Mà nội mày, người ta đưa tiền mày coi mày đưa lại người ta. Con này. Ok. Hết rồi. Đợi hết nha. Con gái. Người biết á, cái nhiều khi á các thi rồi hết bánh tráng nữa thấy tiền á các thi buôn bán các thi rất là thích mà nhiều khi á mình nhìn lại nhà mình á nhà thuê nè nhà rất là gọi là eo hẹp á cho nên trong cái cuộc sống mình mọi người biết á thường thường mà ai mà bán một tuần lễ phải không là người ta nghỉ 2-3 ngày hay là một tuần lễ người ta nghỉ một ngày còn các thi không dám nghỉ vì một phần mình mới bán đây còn phần nữa là khách hàng người ta theo mình hoài á ngày nào người ta cũng đứng ta đợi mình ra để đến nói chuyện để người ta thích à, người ta thích mình ta mới đến đây mà lỡ một ngày nào đó mà các thi nghỉ á các thi mà nghỉ rồi các thi không bán á các thi lại sợ nha sợ người ta ngang người ta nhìn không có các thi người ta đi về có nhiều người ở Biên Hòa có nhiều người ở ngay chỗ ở Tây Ninh có nhiều người ở Chí Hòa Khám Lớn người ta vẫn ghé người ta ủng hộ các thi nhưng mà thật sự nói đi nói lại á một bữa nào tôi nghỉ nha tôi không dám tôi ham nghỉ lắm ham nghỉ một ngày để mình xả hơi á mà không dám sợ mà nghỉ một cái á rồi mọi người đến á mọi người không thấy các thi nói thiệt không thấy các thi qua bán hà người ta lại đây người ta thấy bánh tráng cũng được hôm bữa mà ngày mùa dịch á các thi đem vô nhà các thi bán online có nhiều khách ta lại đây tội nghiệp lắm người ta muốn lợi tới từng nhà đi gặp mặt các thi để nhìn mặt các thi giống như nhìn lần cuối vậy nói thiệt chị ơi chị em muốn lại đem nhìn mặt chị trời ơi muốn nhìn lần cuối gì vậy má còn nhiều ông bà ông nội ông bà chỉ đường á ngào ngộ lắm
em cứ chạy thẳng vô qua hai cái cù đúc, nhìn các Thi nằm bên tay phải, làm như cái mụ bia còn nằm bên đó vậy đó. Trời ơi tôi gầu dễ sợ vậy đó. Nhưng mà nói thiệt mọi người thương em lắm. Có nhiều người ta đợi 4-5 giờ sáng người ta ngồi ta đợi, người ta gõ cửa ông cà phê đang ngủ ngáy khò khò nè, gõ cửa cốc cốc.